Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sải khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm khơi. Theo những câu thơ của Quang Dũng, chúng tôi xuôi dòng sông Mã, theo những cồn mây để đến trường tiểu học Tây Tiến vào ngày trước khai giảng. Để kể câu chuyện của những người gánh chữ lên vùng cao, len lỏi giữa những con đường chưa thành đường. Những con người mà 70 năm sau vẫn hành quân theo bước chân của binh đoàn Tây Tiến năm xưa. Một năm thì có 3 dịp mà các thầy cô của trường có mặt đông đủ gặp nhau là khai giảng 20 tháng 11 và bế giảng. Đây là điểm trường chính, là nơi ngày mai sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học 2017-2018 này. Mọi thứ đều phải tự tay làm, mỗi người một việc, rộn ràng cả xóm núi. Anh chị em đồng nghiệp gặp nhau, chăm chút từng thứ tươm tất và cẩn thận trong điều kiện có thể. Tất cả đều mang tinh thần cây nhà lá vườn. Cái sự háo hức của lũ trẻ hình như cũng lây sang các thầy các cô vậy. Để nói cái điểm trường chính của mình ở đây, vâng, thì mình có bao nhiêu điểm của tất cả? Cũng báo cáo với anh là trường tiểu học Tây Tiến thì gồm có 7 điểm trường. Thì chúng ta đang ngồi đây là điểm trường chính này. Vâng. Điểm trường chính thì gọi là điểm trường silo. Từ điểm trường chính ấy, thì có tuyến đường đi vào tuyến trong. Ở tuyến trong này thì chúng tôi có 2 điểm trường. Đó là điểm trường Trung Tiến 1. Từ Trung Tiến 1 thì đi tiến vào trong là khoảng 2 km nữa. Đấy. Là điểm Suối Ún. Chúng ta tiếp tục đi theo tuyến này thì đây là điểm Sải Khao. Từ điểm trường chính này, dạ, chúng ta lại đi ngược ra ngoài. Từ đường này thì đây là sông Mã này. Dạ. Đấy, ta hướng Nông La đây là sông Mã này. Ở đây có một điểm trường nữa. Ví dụ để nói đến điểm trường chính ở giữa thì vâng, cứ bán kính khoảng 7 đến 10 km là các điểm trường. Khi mà sắp xếp các thầy cô giáo đi khu á thì cái điểm Sải Khao và điểm Trung Thắng này thì nó rất là khó khăn. Giao thông đi lại vào cái mùa này thì là chủ đi bộ. Đấy. Và cái thời tiết trên đấy thì nó rất khắc nghiệt, vào mùa rét thì nó rét đấy, và đi khu thì phải bố trí các thầy đi thì mới lên được. Là một người quản lý như thầy mà đi đủ các cái điểm trường trong vòng một tuần thì cũng vừa kín một tuần làm việc. Vâng. Cái lúc mà cái trường Tây Tiến này chưa tách khỏi Mường Lý ấy, thì nó gồm có 16 bản cơ, và để mà đi khắp được 16 bản này đi bộ đấy thì cán bộ quản lý đi nhiều ngày. Đấy, 20 ngày, 30 ngày mới đến được khắp. Nếu mà nói thế thì em cảm giác đây có khi là cái trường rộng nhất Việt Nam. Tổng ở trường mình thì có bao nhiêu thầy cô giáo? Tổng của mình là có 32 cán bộ giáo viên. Hiện nay thì do giáo viên thiếu cho nên nhà trường đang hợp đồng thêm 3 giáo viên. Là như vậy là mình có 35 cán bộ giáo viên. 35 chia cho 7 điểm trường. Vâng. Tổng mình có bao nhiêu học sinh này? Tổng mình có 389 học sinh được phân bổ vào 7 điểm trường. Như cái điểm Trung Tiến 1 này này
thì lại chỉ có 13 học sinh thôi. 13 học sinh mình vẫn phải tổ chức một cái lớp. Vâng, phải một lớp. Đấy, và 13 học sinh này là ghép hai trình độ, bán nào mà dân cư nó đông. Đấy, thì số học sinh đông. Và cái điểm nào mà dân cư ít hơn thì là học sinh ít hơn. Nhưng liệu mình có khắc phục được cái việc cắm bản trong tương lai không? Cái này thì chắc là trong tương lai thì cũng phải là còn dài. Bởi vì là để mà khắc phục được cái vấn đề này thì nó cần rất nhiều cái. Chẳng hạn như thế là giao thông đi lại nó thuận tiện. Rồi sự quan tâm của gia đình học sinh thì lại phải đưa con đến cái điểm chính được. Chứ không có từ 10 cây số này thì không thể đi được. Với một cái địa bàn như thế này, với một cái chưa kể là có khó khăn trong cái chuyện dạy học sinh nữa đúng không? Vâng. Thì chắc là cái nỗ lực của các thầy cô giáo phải khủng khiếp. Như thầy giáo thì bao nhiêu năm ở trên này rồi? Tôi thì ra trường năm 92 và đến tháng 9 này thì là vừa tròn 25 năm công tác ở Mường Lát. 25 năm ở Mường Lát. Vâng. Thì gia đình thầy như thế nào? Gia đình tôi thì vợ tôi cũng công tác cùng trường. Được cái là hạnh phúc hơn các thầy cô giáo là vợ chồng ở một nơi. Cho nên là nó cũng có những cái điều kiện thuận lợi hơn. Thế còn có những thầy cô giáo khác thì như thế nào? Các thầy cô giáo khác thì phần lớn là người thì vợ hoặc chồng là ở dưới quê. Hàng tháng thì các thầy các cô giáo cũng tranh thủ sắp xếp thời gian về thăm gia đình. Nếu mà trời mà mưa gió thì lại không về được, đường xá này không đi được. Cho nên là có những thầy cô giáo thì tháng về lần, có những thầy cô giáo thì 2 tháng về lần. Phụ thuộc theo cái điều kiện sức khỏe và thời tiết. Cái đặc thù của chúng tôi, ấy, anh nhìn thấy rồi, là từ khu chính đến khu lẻ rất xa. Cho nên là giáo viên ở các thôn bản thì lại phải động viên gia đình học sinh. Cái ngày khai giảng là những gia đình nào có phương tiện, có xe máy thì lại đưa con đến điểm trường chính để dự lễ khai giảng. Cô giáo ở một số điểm trường gần là đều phải đưa học sinh đi khai giảng. Sau khi khai giảng xong thì giáo viên khu chính là trực tiếp là lên lớp ở khu chính. Giáo viên ở khu lẻ thì sau đấy khai giảng xong thì các thầy cô giáo là bắt đầu là đi khu lẻ, đến khu. Ở khu nào thì lại tiếp tục hành quân về khu đấy thôi. Giang phủ sẽ dạy quần ai, ai cũng một người trẻ trai cũng tương nghi. Lời bài hát cứ văng vẳng mãi, nó như kể về chính họ vậy, như một loài cây để cùng nhau tạo thành những cánh rừng, và rừng sẽ lên xanh. Cũng như nhiều ngôi trường khác trong hôm nay, thì ở Tây Tiến cũng có một lễ khai giảng ấm cúng và giản dị như vậy, để các con có được sự háo hức và kỷ niệm đọng lại cho tuổi học trò của mình, là nỗ lực và tình cảm của các thầy các cô trong trường. Nhưng điều chúng tôi muốn kể trong tập phim này là câu chuyện sau những giây phút gặp gỡ, những nụ cười khai trường, thì những người thầy, người cô ấy lại trở về với cuộc sống thường ngày, với hành trình của người giáo viên vùng cao, đẹp và đầy nghị lực. Tình yêu với mảnh đất, với những đôi mắt trẻ thơ trên mảnh đất Mường Lát huyền thoại này. Khai giảng xong bây giờ là mình về điểm trường nào hả cô? Về Trung Tiến. Trung Tiến. Đây là sách vở mình nhận để mình về cho mình phát cho học sinh để học năm học mới đấy hả cô? Dạ vâng ạ. Học sinh mình không có sẵn sách, mình mượn ở trường mang về phát cho các em. Lớp của cô là ở Suối Uốn ạ? Dạ, lớp của em là ở Trung Tiến 1 ạ. Trung Tiến 1 tức cái điểm mà chỉ có một lớp, cô là dạy lớp ghép đấy à? Dạ vâng ạ. Một mình cô là dạy một lớp mà là ghép của lớp 1 và lớp 4 à? Lớp ghép của lớp 1 với lớp 3. Lớp 3. Có bao nhiêu học sinh hả em? Dạ, có 12 học sinh ạ. Ở trong bản người Thái à hay là... Bản người Thái. Bây giờ mình đi vào là mấy giờ chiều là mình sẽ dạy học ngay? Bây giờ là vào là... Chính ra là lịch mùa hè là 12 giờ đánh trống rồi. Mà mình không được trong đó, cho được trống. 1 giờ là vào lớp học. Tôi sẽ đi cùng các cô. Dạ vâng.
Các cô này là ở điểm trường nào ạ? Em ở điểm trường số 4 ạ. Số 4 là cách 6 cây à? Dạ vâng ạ. Chiều nay là có giờ dạy luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Thầy hiệu trưởng gọi việc trở về điểm trường là Hành Quân. Nghe thì thấy buồn cười vì như đi trận. Nhưng có theo chân họ thì thấy đó là từ mô tả thật chính xác. Mảnh đất này đẹp nhưng khắc nghiệt. Nó dễ làm nản chí bất cứ ai, bởi khí hậu khắc nghiệt, địa hình dốc và trơn. Chỉ cần không vững tay là ngã, và đá sắc nhọn có thể khiến chảy xước và chảy máu ngay. Mình đang chờ ai đấy hả cô? Đang chờ học sinh anh ạ. Tức là mình đi qua nhà này là mình đón luôn đi học à? Vâng, nếu mà không đón thì các cháu nó đến cả muộn giờ. À, chúng nó biết hôm nay là ngày khai giảng nhỉ? Có ạ. Nhưng các cháu nó đang nhỏ nên ham chơi ạ. Nên học sinh. Cái việc mà hay đi đón hay là đi gọi học sinh đến đi học có thường xuyên với cả các cô? Cái này công việc hàng ngày đó. Mỗi sáng. Mỗi sáng thế thì mình đi tận từng nhà gọi á? Vâng ạ. Thường bọn em cứ sáng sớm thì phân công hai cô ở nhà. Như khu bọn em thì ba cô, thì hai cô ở nhà với ba cô đi vào bản gọi học sinh. Một bạn ngồi lên đây với cô. Bạn lớp 1 ngồi lên đây cô. Bạn lớp 3 ngồi lên đây ngồi với cô Lê đi. Rồi Long lên đây ngồi với cô. Hay là Luận lên đây ngồi với cô. Tức là Long lên đây ngồi với cô. Rồi. Túm chắc lấy cô nhá. Ôm chắc lấy nhá. Kẹo này là để quà vào năm học đấy hả cô giáo? Dạ vâng, quà cho các cháu động viên năm học mới ạ. Ngày khai giảng mà các con cũng vắng thế này cô giáo? Đầu năm nên là đang còn đấy. Em cũng dặn rồi nhưng mà mới nghỉ mùng 2 xong anh ạ. Có khi các cháu hàm chơi. Mãi chơi đúng không? Vâng. Vì đây học sinh các cháu cũng không tập trung. Mỗi cháu nhà ở một góc. Có khi mỗi cháu nhà ở một quả đồ. Thế thì mình mọi khi mình có thỉnh thoảng mình hay phải đi gọi các con đến tận nhà gọi. Dạ có, đi xua chưa ạ? Không đi các cháu lại ham chơi, có hôm lại quên. Với con cháu cũng ham chơi đấy, có hôm lại lười học. Nhiều hôm là phải đi lai các cháu đi học đấy chị. Có một mình cô ở điểm trường này thôi đấy à? Dạ vâng ạ. Ở đây có một lớp thôi. Nên có thế thì có buồn không? Dạ buồn lắm chứ ạ. Ở đây cũng có, mình có chạy đi chạy lại cả các điểm trường khác không? Ở đây chỉ có mình điểm khu sở úng là gần thôi, nên là hai khu này cũng chạy đi chạy lại suốt này. Mấy chị em tương trợ nhau thôi. Dạ, vâng. Ở đây có một, còn ở kia là có 5 cô à? Ở kia có 5 cô. Toàn nữ. Hoàn cảnh của em thì cũng khó khăn lắm. Chồng em làm một đội xa nhà. Mặc dù công tác cùng huyện Mường Lát này nhưng mà mỗi người ở mỗi xã khác nhau. Con thì mới hơn 1 tuổi thôi, phải gửi ông bà ở nhà. Mà ông bà cũng có tuổi rồi. Mà điều kiện của em ở trên này thì khu này có mình em thôi. Điện không có, đường không có, chợ cũng xa lắm. Nên là mang con lên thì không thể mang theo được. Nên là phải để con ở nhà với ông bà, mỗi người một nơi, gia đình mỗi người một nơi. Khó khăn nhiều lắm. Nhiều hôm nhớ nhà, nhớ con, chảy cả nước mắt ra không ngủ được. Cơn mưa chiều làm cho ngày khai giảng ở điểm trường bỗng vắng. Chờ mãi cũng chỉ có 7 đứa trẻ đi học. Dù là ngày đầu năm học, nhưng chẳng thể khác, giờ học vẫn phải bắt đầu. Đối mặt với tất cả những con dốc là điều có thật. Nhưng có chị có em cũng đỡ. Một mình một điểm trường thì thật sự cũng cần có một phẩm chất
gọi tên là Ý Chí. Học sinh dạy lớp ghép lớp 1 với lớp 3 thì khó lắm anh ạ. Bởi vì cái lớp 1 mới vào thì nền tảng của các em chưa có được đấy. Chưa có được vững chắc, cái gì cũng phải dạy từ đầu. Lớp 1 là cái tuổi vừa học vừa chơi. Ở cái bản mình trên này thì dân mình trên này thì nó không giống ở miền xuôi. Dạy các em là phải dạy lại từ đầu. Từ tập cầm bút tầm dạy các chữ cái khó khăn lắm. Nhưng mà điểm trường ở đây thì ít học sinh. Nên là chỉ ghép được lớp 1 với lớp 3 chỉ có một lớp thôi, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng hết sức để cuối năm là các em đạt được kết quả. Tôi nói thật là tôi yêu Mường Lát lắm, dự định của tôi sau này là cũng vẫn chỉ ở Mường Lát thôi. Ngày nắng thì còn đỡ, chứ mưa thì trăm thứ khổ. Điện không có, đường thì trơn và lũ về bất cứ lúc nào. Có năm chị em quây quần, mọi việc cũng xong. Làm tất, từ cuốc đất trồng rau đến chẻ củi, sửa bàn ghế học sinh. Nhà ở sát đồi nên đất cát mỗi lúc trôi xuống lại phải cào rửa mới sạch sẽ và sinh hoạt được. Trời mưa thì chịu, có gì ăn nấy, rau vườn và cá khô dự trữ. Sáng mai nhá, cả bài với lệnh là học buổi sáng cả nhá. Đi bán măng à? Đang tính măng nữa, có một trưởng mưa to thế này mà không biết được. À, không biết được à? Thế bây giờ tại nhà em mang đi, nhớ nhắc con mai đi học sớm nhá. Yeah.
bạn Sa này, bạn Sơ này, bạn Diến, bạn Mụa, bạn Tấu này. Tất cả các bạn đi học nhớ chưa? Sao trời này lại máu ớm thế? Thì mai là du ta hâu này, mặc áo trong sông này nhá. Báo cá cường đấy nhá. Rồi, ngày mai đi học sớm nhá, báo cá chuồn này nhá. Không phải. Vẫn biết mai là ngày đi học theo lịch, nhưng chiều hôm trước vẫn phải đi từng nhà dặn thật kỹ để các con đi học đầy đủ. Bởi mùa này trẻ dễ lên núi hái măng mà bỏ buổi học. Cả bản này, nhà nào ở đâu, các cô đều biết rõ. Từng con suối, nông sâu hay lối tắt lên đồi tới nhà học sinh đều tường tận. Có vậy, dân mới thấy tình cảm để giúp mình động viên các con đi học. Người nhé. Ôi. Không có giá cho mấy nhỏ nó thằng nhá. Nha. Ôm đầu này. Nha. Cuộc sống cắm bản dù vất vả nhưng cũng có những niềm vui nhỏ. Vài gốc măng đầu mùa thêm vào bữa ăn là vậy. Liên là cô giáo trẻ mới về trường, chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, nên vui ra mặt. Dù có dành cả chiều đi nhắc, nhưng sáng ra thì các cô vẫn phải chia nhau ra đi đèo các con tới trường mới kịp giờ học. Một vụ gặt vừa tới với những bà con ở đất này, nhưng với những người thầy thì giờ mới vào vụ mới. Một năm học mới bắt đầu, những trang sách mở ra, những con chữ đầu tiên vang lên trong những căn phòng trên đỉnh đồi xung quanh mây phủ. Những ánh mắt, những nụ cười này đang thắp sáng lên những ước vọng về sự đổi thay, về tình yêu với nghiệp thầy giáo của những con người bám trường, bám bản, gieo mầm cho tương lai đất nước.